Thóc ơi, Thóc thì hay không? Hay quá rồi. Yes, hello, Lily. Mày nói tiếng Anh kiểu gì đó? Con cứ làm như tiếng Anh của con giỏi lắm không bằng ý nhở? Sợ. Mẹ nghe Thóc nói như này, Thóc lên. It's really important. Thóc mà nói được một câu tiếng Anh dài như thế á? Yeah, that bought me for me. I look kitty. Yeah. Gớm. Học trên app về làm sao tiếng Anh mà hay được? Mẹ lại nhầm rồi đấy. Con đúng mẹ đọc được từ nãy đây. Trứng mẹ còn đòi khôn hơn vịt. Đâu đưa đây mẹ xem nào. This. How. Cố lên nào. Bé chú ý âm cuối của từ là mẹ thấy cái áo này hay không? À, mẹ hiểu rồi. Tại vì mẹ đọc là how thiếu âm sờ, thế nên là nó lại thành cái câu như thế nào rồi ý. Chứ không phải là từ ngôi nhà nữa. Bây giờ mẹ phải đọc là house thì mới đúng như hướng dẫn đúng không? Thế mẹ đọc thử mà xem. House. Yeah. Cái áp này hay thế nhở? Tất nhiên là hay rồi. Alo Kitty dùng công nghệ hiện đại nên mới được VTV7 lựa chọn sử dụng trong cuộc thi tài năng nhí tiếng Anh trên toàn quốc. Alo English. Trên thị trường bây giờ nó có rất nhiều những cái phần mềm ấy hướng dẫn các con phát âm. Tuy nhiên nó chỉ phát hiện ra lỗi đúng hoặc sai, chứ nó không chỉnh sửa cho con mình là lỗi sai ở đâu và hướng dẫn các con mình phát âm thế nào cho nó đúng. Mẹ mày thấy không? Thế thì bây giờ con mình nó mới phát âm chuẩn thế này chứ. Thóc nha. Thế sao cái app này ấy chỉ chỉnh sửa phát âm từng từ một, thế mà con nhà mình lại nói được một câu tiếng Anh dài như thế ạ? Ôi dồi, đương nhiên rồi. Alo Kitty ngoài công nghệ chỉnh sửa lỗi sai khi phát âm ra ấy, nó còn một công nghệ tiên tiến nữa, đây là AloTalk, giúp con mình ấy có thể tập luyện giao tiếp hàng ngày. Công nghệ này ấy, nó có hai phần mẹ nó ạ. Luyện giao tiếp với robot và luyện giao tiếp với giáo viên. Đầu tiên con sẽ được luyện nói chuyện tiếng Anh với robot chuẩn Mỹ. And you? Hi, Billy. How old are you? Tiếp theo, con có thể gọi video cho thầy cô giáo bản địa để luyện giao tiếp tiếng Anh thông qua lớp học ảo nữa đấy. How are you today? I'm happy, and you? I'm good. I am Paul. What is your name? My name is Tom. Alo Talk nha, giúp con mình tăng phản xạ khi giao tiếp tiếng Anh. Bởi vì sao? Bởi vì có những gia đình ấy không đủ điều kiện để cho con học trung tâm hoặc là thuê gia sư nước ngoài, đúng không? Nhưng Alo Kitty giúp cho con mình học tiếng Anh ở nhà mỗi ngày, vừa tiết kiệm được chi phí này, vừa tiết kiệm được thời gian này, mà hiệu quả trong việc học tập. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Chưa chắc. Công nghệ hiện đại ấy là một phần thôi. Thế còn chương trình học thì sao? Có bài bản không? Sai. Nó là 10 điểm luôn. Anh nói cho vợ biết nhá, muốn cho con mình chắc kiến thức và đạt được điểm cao ở trên lớp ấy thì con chỉ cần vào chương trình của Bộ Giáo dục để học thôi. Nội dung hoàn toàn bám sát với sách giáo khoa nhưng được chuyển thể thành phần mềm với nhiều hình ảnh, màu sắc, âm thanh lôi cuốn, giúp khơi dậy hứng thú học cho trẻ đấy. Việc con học qua phần mềm ấy giúp con ghi nhớ tốt hơn so với học sách giáo khoa trên lớp. Kết hợp với công nghệ hiện đại ấy giúp con rèn luyện được hai kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Ôi dồi ôi, thật á? Hay quá nhỉ. Trẻ con bây giờ học tiếng Anh tiện lợi mà dễ dàng thật đấy. Chưa hết đâu nha. Muốn cho Thóc nhà mình phát triển được toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì vào chương trình tiếng Anh quốc tế. Ở đây có các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với năng lực của từng bé. Apple. Apple. She likes apples. She likes apple. Is it a lemon? Correct. It's a lemon. Look! Lemon. 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 5 lemons. Apple. Apple. Mango. Mango.
Sau khi học chương trình tiếng Anh theo khung chuẩn quốc tế tại Alokidi, các con đã đủ điều kiện kiến thức để thi lấy bằng chứng chỉ quốc tế. Các con có thể vào phần luyện thi Cambridge để luyện. Tại đây, giáo viên hướng dẫn các con rất chi tiết từ kiến thức, kỹ năng đến các mẹo thông qua các đề thi thật của những năm trước. Từ đó giúp con mình luyện đề thành thạo, dễ dàng đạt thành tích tốt trong học tập. Ôi, em không nghĩ lại có một cái app dạy học tiếng Anh mà nó lại hiệu quả như thế đâu anh ạ. Nó quá hiệu quả luôn, mà tính ra nó ngon bổ rẻ, nó có mấy chục nghìn một tháng đấy. Ôi, wow, wow, wow. Hay là anh đăng ký cho em học tiếng Anh với con nhỉ? Có khi sau cái khóa học tiếng Anh này ấy, tiếng Anh của em ấy, nó vươn tầm thế giới đấy. Alo Kitty. Chắc kiến thức. Chuẩn phát âm. Thành thạo giao tiếp.